Kiểu mình đang nói chuyện á, cảm giác là đối thoại á, hỏi thoại nha. Chắc tại em ở cái răng nên hàm răng em trắng đẹp. Gọn lại một xíu. Hay. Chắc tại em ở cái răng. Chú ý nên... à, chắc tại em ở cái răng nên hàm răng em trắng đẹp. Họ ơi luôn hay. Chắc tại em ở cái răng nên hàm răng em trắng đẹp. Vậy chứ anh không có lại gần. Ngập ngừng lại. À, vậy chứ anh không có lại gần. Cảm giác là giống như kiểu hơi ngập ngừng cái chữ vậy chứ một chút xíu lại, chấp định lại. Vậy chứ anh không có lại gần, sao biết áo em thơm sơn nè. À. Chứ không biết không ưa thì làm sao người ta dám tỏ tường, thì làm sao chìa vung hiệp chớ hiệp nha, chìa thì làm sao người ta dễ vung hiệp. Hiệp tức là chữ hiệp là qua chữ ơ, nhưng mà kiểu là qua cái âm lượng mềm, thả mềm cái âm lượng thôi. À, thì làm sao thì làm sao chìa vung hiệp. Yeah. Làm sao chìa vung hiệp hai đứa mình. Hai đứa mình lứa đôi. Làm sao câu cuối nè, làm sao chìa vung. Làm sao chìa vung hiệp hai đứa mình lứa đôi. Đúng rồi. Rồi đoạn sau luôn, nào vô luôn nào. Mình cũng thương nhau như những người thương nhau. Mình cũng ước ao cho dài thương mến nhau. Rồi mình cũng ước ao, mình cũng ước ao cho dài thương mến nhau. Cho này lại ba câu đó nha, mình cũng nè, hai ba nè. Mình cũng thương nhau như những người thương nhau. Mình cũng xót xa khi nắm tay lần đầu. Mình cũng ước ao cho dài thương mất nhau. Đúng rồi, từ từ một xíu nha. Có chữ lần đầu mình cẩn thận thành chữ lần đầu nha. Giống hồi nãy là cũng sao sao khi nắm tay lần đầu. Hồi nãy là hơi nghiêng chữ đầu á, nên là giữ ở dưới quyền chữ đầu nha. Mình cũng xôn xao khi nắm tay lần đầu. Thả nhẹ ra. Mình cũng xôn xao khi nắm tay lần đầu. Không phải đầu đâu, cái đầu tiên mình vô thành chữ đầu rồi. Còn đây là chữ khi nắm tay lần đầu. Mình cũng xôn xao khi nắm tay lần đầu. Đúng rồi, thả nhẹ đỡ hơn nữa ha. Giữ ở tỷ lệ dấu quyền nhiều hơn là dấu nặng nha. Nối luôn đi qua câu sau luôn nha. Mình cũng xôn xao khi nắm tay. Hai, ba nè. Mình cũng xôn xao khi nắm tay lần đầu. Ráng lên nào. Mình cũng ước ao cho dài thương mến nhau. Ta ra ta đầm tâm. Mình cũng xa nhau cho bằng tình thương đau. Trời nước năm xưa lên kéo. Đúng ra hai đoạn này giống giai điệu nhau nha, nên cái chữ lòng cẩn thận nó sẽ thành chữ lọng một cái nha. Trời nước năm xưa lên gió mưa ở trong lòng lòng
Đó, hai, ba nào. Trời nước năm xưa lên gió mưa trong lòng. Cái này rất đẹp, đó, cái đó đó, cho một lần nữa đi. Hai. Trời nước năm xưa lên gió mưa trong lòng. Ráng nha. Biển núi ngăn sông an nắng câu chờ mong. Bạn ca cái chữ cho dừa mình hướng dẫn lại nha, này bạn ca cho rất là tốt nè. Anh thương em là thương biết mấy cho dừa dừa, là thương biết mấy cho dừa, là dừa, lưu ý là luyến từ nốt dưới lên nha. Là thương biết mấy cho dừa, ca lại câu đó mình thay câu nữa nha, này mình ca rất tốt chỗ đó rồi. Anh thương em, hai ba nè. Là thương biết mấy cho dừa, tại trời làm mưa, tại mây theo gió cứ đông đưa. Nhớ em thương anh, chiều kia dưới mẹ người ở xa. Đúng rồi, tiếp nào. Anh thương em dầu xa chính ái quan. Rồi nhịp lại một xíu nha. Anh thương em, hai ba, dầu xa chính ái quan sầu, hai ba nào. Anh thương em, hai ba, dầu xa chính ái quan sầu, dấu mười là mười biển sâu, dấu trăm năm nữa cứ mưa ngâu. Nhớ em thương anh, từ đâu giống cổ năm xưa. Quan sầu cũng giống cái chỗ kia luôn các anh chị nha. Anh thương em là dầu xa chính ái, ái, ái. Từ dưới lên nha, đi từ dưới nè. Dầu xa chính ái quan sầu, nhớ nha, giống như cái chữ ở trên nha. Giống người, người biết sâu. Chỗ đó mình khá tốt. Bây giờ sau cái chỗ này để vô chỗ giọng cổ nha. Nào, cho thầy đi luôn cái câu anh thương em dầu xa chính ái xuống giọng cổ luôn nha. Hai, ba nè. Anh thương em, dầu xa chính ái quan sầu, dấu người là người biển sâu, dấu